Rồi chào tất cả các bạn ngủ ngon không? Mình là đây ngủ ngon lắm các bạn. Giờ 4 giờ sáng. Nói chung sớm á, chắc các bạn còn đang ngủ. Mình là tranh thủ dậy sớm. Giờ mình đang nhóm rửa. Nhóm rửa lên mình nấu cơm, chỉ nấu trà, cà phê. Không để tí nữa là 5:30 đầu ôm cần câu cá rồi. Cái giấc sáng là nó ăn mạnh cho nên là mình phải tranh thủ câu cho đúng giờ. Sau gần nửa tiếng đồng hồ nhóm lửa bây giờ mình mới thấy được ngọn lửa các bạn. Tại vì lúc 12 giờ đêm mới có một cơn mưa rất là lớn, làm cho củi than đốt hết rồi. Đó. Nhìn nhóm lửa rất là khó. Giờ đâu mừng rồi, có hy vọng rồi, là mình phải tranh thủ thôi. Chào các bạn, sáng nay hai anh em dậy sớm. 4 giờ dậy rồi. Rồi cũng nấu cơm cũng xong rồi các bạn. Khó khăn ghê. Trời lâu lâu gặp trời mưa lần, củi lửa ướt hết. Làm cực ghê. Giờ tụi mình cũng ăn mì tôm sáng không rồi. Giờ đi đang đi câu cá nè. Câu sớm, tại vì cháu con đẻ hay ăn rất sớm. Mới ra kéo con cá giật chưa dính. Chào các bạn nha. Review cho các bạn coi. Đây mình đã bắt một con ốc bưu đen nha các bạn. Hình như đây cũng có một con nữa hay sao ấy. Không phải, cái này hòn đá. Đây nè, hai con. Này một con là ba con. Đây. Ba con nha mọi người. Còn nữa không? Nó bu vô mấy cái chà. Phải không? À đây. Bốn con. Ừ. Đây. Các bạn thấy không? Đây con nữa nè. Đó. 5 con. Ủa đây con nữa nè. Ôi xời, đã quá. 6 con. Ống đạn ngon lắm. Số con rồi nha. Đầy tay rồi. Đây con nữa nè, 7 con. Ủa xù, nhiều vậy. Hôm bữa bắt ít lắm mà. 7 con, đây con nữa nè. Ủa xù, nó đu lên cái này. Đây nè. Đây nè, 8 con nè. Ui, có 1 con nữa kìa. 8 con rồi. Này, 9 con. Wow, một nắm rồi nha các bạn. Đây con nữa nè, 10 em. Ủa, nhiều thế. Hôm nay bắt được nhiều ốc nhất luôn á. Này lên để trứng nè. Thấy không? Bò lên cây để trứng, khôn gớm không? Hay đấy nhé. Khoảng ốc không biết. Nó chứ gì nữa. Một con. Hai con. Hai con nè. Kìa chưa. Một em. Quá trời. Này một.
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 12, 13 con. Đây các bạn, con quần đế đầu tiên của ngày hôm nay nha. Đẹp chưa? Cá cái. Úi giời, nó vàng đẹp chưa? Đấy. Chớ bảo xuân tàn hoa rụng hết. Nỗi buồn của người đến trước đó. Thì suốt đời mình mãi mãi là người đến sau. Người đến sau là hạnh phúc của người đến trước kìa. Hên xui thôi. Đây. Úi giời, đẹp chưa? Vàng đen, trắng, hồng nha. Vàng đen, trắng, hồng. Đấy. Pha một chút xám, xám xanh nữa, có màu xanh nữa. Con cá này có 5 màu. Đây. Con đầu tiên các bạn. Rufy. Đã chưa? Chờ đợi. Cái gì nó nhọn lắm. Wow, to ha. Thích chưa? Nó ăn mà hồi hộp luôn. Không biết nó kéo phao lúc nào luôn á. Nó không giống như cá rô hay là những con cá khác. Nó kéo rất là bất ngờ. Đấy, kéo nữa. Lên trời ơi. Mất phao rồi. Nó ăn nữa nè. Lên. Con này khủng rồi các bạn ơi. Con này khủng rồi. Khủng rồi các bạn ơi. Úi trời. Nè. To chưa? Rồi. Kéo nữa. Cái nữa các bạn ơi. Lỡ, trời ơi. Ghê chưa, ghê chưa. Ăn không kịp thở luôn. Rồi, hai chào các bạn. Rồi, sáng giờ anh em cũng đi câu cá. Và giờ này là cũng trưa rồi. Đây, bên em làm món cá hoàng đế kho nha. Đây. Review của nồi kho nha các bạn. Này, cá ướp rồi nha. Xong rồi mình nêm rau răm. Rau răm phơi héo nè. Lên. Sự chờ đợi cuối cùng cũng được đền đáp bằng một con rất là bự. Hoàng đế nha các bạn. Quê dữ vậy. Ây da. Đó. Thấy chưa? Đẹp chưa? Em cây anh cây. Đâu cần câu nhiều đâu. Tép thì cũng muốn hết rồi. Ồ, chút xíu nữa xảy á. Nó dính cái bìa mép thôi. Đó.
chờ đợi cuối cùng cũng được đền đáp. Quay lúc này hay đủ. Rồi chào các bạn. Nãy giờ hai anh em câu cá được có con cá quần đế bự đó. Rồi ráng câu thiệt chút nữa mà chả thấy ăn gì hết. Rồi hai anh em giờ lo làm nhóm lửa đó, nhìn thấy không? Đấy, trên màn hình là bạn Trường nghe các bạn. Đấy. Giờ tối nay mình sẽ nướng ốc ha. Nướng gì nữa? Cá hoàng đế một nắng. Nướng ốc với nướng cá hoàng đế một nắng nha các bạn. Giờ đang nấu gì bà Trường? Cá. Đang nấu cá các bạn. Đấy. Đấy chưa? Cá hoàng đế. Cái này cá một nắng hả? Cá ôm bù ấy. Còn cá kho đâu? Này, cá kho bên này. Đây cá một nắng nè. Còn cái này là nồi cá kho nè. Đây cá hoàng đế kho nè. Các bạn thấy có rau răm trên không? Đó. Nhưng rau răm. Còn cái này là mướp. Mướp xào á Trường nha. Mướp xào. Mướp đem xào. Mướp đang sôi đó, chắc gần chín rồi các bạn. Cơm hồi trưa còn mình giờ không phải nấu các bạn. Nấu canh mướp cũng đã xong rồi nè. Chưa bao giờ mình thấy một cái nồi canh thập cẩm nào mà ngon như nồi canh này. Mướp nha. Cà chua nè. Cá một nắng nè. Gì nữa? Rồi hết. Dầu ăn. Dầu ăn. Ớt. Hành. Còn này nồi cá kho rau răm mình nè. Đấy ngon các bạn. Thôi giờ mà các bạn ăn cơm cùng với mình nha. Lúc nãy mình có mời thằng Linh rồi các bạn. Rồi giờ thử miếng mướp này trước ha. Chén giờ chén không có chén cho nên mình phải dùng cái ly mì nè làm chén mình ăn. Đây thử miếng nha cho nó đẹp đẹp đi. Đây mời các bạn mướp nha. Đó. Ngon chưa? Giờ thử miếng cá kho đi. Này trúng cái đuôi à. Đó, không để kho nha. Tuyệt vời. Cái này ướp muối mà. Thử miếng ăn đi. Nè, ngon. Đó, yeah. Chào các bạn, bắt ốc bắt cá không có, sóng lớn quá và anh em về lều rồi. Giờ mình đang ở trong lều rồi các bạn. Đó. Trong này thì ấm áp rồi và cả ngày là đi bắt cá cũng mệt rồi các bạn. Chắc là giờ thì mình ngủ đây, ngủ mai dậy sớm. Thì sớm rồi ta lại đi câu thôi. Chúc các bạn ngủ ngon nha. Nếu các bạn nhớ đăng ký kênh và bật cái chuông rồi nhấn like.
hoặc là bình luận vào video để cho tụi mình biết nha. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh Đường Về Vlog.